Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình giới thiệu cho tất cả một chương trình iGov từ dáng của John nha các anh em. Khi tham gia chương trình iGov này, tất cả anh em sẽ nhận được 500 token có kỳ hiệu là TSN khoảng 50 đô. Một đây website của nó có con chắc nha các bạn. Để tham gia nhé, hôm nay các bạn bằng clip phần link mô tả mở Telegram bấm chữ tab chat bot các bạn. Vì mình chưa chat list sàn nào các bạn. Thường thường thì dự án John sẽ list sàn chat quát thôi. Rồi các bạn đứng cấp trai các bạn. KMCHN KMCH này qua chứ. Rồi bạn gửi cho bot nha các bạn. Rồi. Phan, rồi các bạn bấm continue nha tất cả các bạn. Chương trình sẽ phân phối vào ngày 4 tháng 2 năm 2021 nha tất cả các bạn. Rồi các bạn bấm vào continue. Giá ETH đã trên 1.000 các bạn làm ai góp về nền tảng của ETH nên khó hy vọng mà về nghe các bạn. Thì mình sẽ cố gắng tìm những dáng về chôn cho tất cả các bạn làm các bạn ơi. Ui là continue cái nữa cái hiện lên tập lum chứ thấy không? Cái lúc kênh seller các bạn. Đây thì mình thấy có tờ quýt nên mình làm các bạn. Nếu dáng này nó không có tờ quýt, nó không có tờ quýt mình cũng không làm cho các bạn, sợ sợ cam muốn chết luôn. Rồi các bạn làm hết tất cả nhiệm vụ nha các bạn. Cái máy của mình sao nó chậm quá đi. Rõ ràng con này nó lại sẽ list sàn chất quáp các bạn. On ngày 31 quá. Rồi chết bà mình đây nữa các bạn. Nên mình sẽ bỏ một con. Đầu tiết luôn các bạn. Mình bỏ con nào để không biết luôn. iRub Network. Để mình bỏ một con các bạn ơi. Rồi thì vào kênh channel nó UT thì các bạn bấm vào UT các bạn. Rồi bạn list lại. Tại Twitter thì các bạn follow, like và pinbot hai hai kênh tại Twitter của nó các bạn. Đây cũng trên nguồn iGov có con phối đấy các bạn. Các bạn chờ mình chút xíu nha các bạn. Rồi các bạn theo dõi nha các bạn. Tại Twitter thì các bạn theo dõi nè các bạn. Dự án này có 1.800 năm mấy người theo dõi. Nó có tại Twitter game nè. Rồi các bạn like nha các bạn. Tại Twitter lên nha các bạn. Rồi các bạn chỉ bắt tay lại các bạn bắt up lên nha các bạn. Rồi tiếp tục thì tờ Twitter đây thì các bạn cũng vậy luôn các bạn. Rồi thì ở đây thì mình đã theo dõi rồi thì các bạn nào chưa theo dõi nguồn này thì các bạn theo dõi ngay gấp luôn các bạn. Máy sao mình lót vòng vòng ngoài tờ. Lúc xuống các bạn like và tờ quýt ai gấp luôn các bạn. Rồi sau khi bạn test lại xong các bạn mới up lại các bạn bấm vào nút submit đi tên này các bạn. Tiếp tục thì bạn bấm done này các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn gửi lên đường lên profile link cả Twitter của tất cả các bạn thì bạn ra nha các bạn. Mấy mình quá lắc chậm mà các bạn. Rồi các bạn nhấp vào ba chữ gạch bên cùng các bạn. Các bạn nhấp vào một hồ sơ nha các bạn. Các bạn nhấp vào ba gạch trên cùng nè các bạn. Các bạn nhấp vào chia sẻ nè các bạn. Các bạn lưu ý nha bạn, các bạn lấy username từ Twitter của mình nha bạn. Rồi bạn bấm vào sao chép, vào khai nhớ tạm nè các bạn. Rồi tiếp tục, vào gần đây tục cần giá khá là cao nha bạn.
Bitcoin đã vượt qua 3.000 USDT cho một Bitcoin nha các bạn. Rồi. Các bạn cần cả ngàn. Sau đó kìm vòng hoài cũng bót khùng này tờ. Rồi sau khi các bạn gửi Twitter mình xong thì các bạn dùng địa chỉ với Chainlink với TRX nha các bạn. Tại trên nền tảng TRC20 thì các bạn mở địa chỉ với Chainlink của tất cả các bạn này thì dự án này đề xuất các bạn dùng với Chainlink thì các bạn nên dùng với Chainlink đi các bạn. Rồi các bạn chờ một chút xíu mình Chainlink lấy ví các bạn. Rồi các bạn chỉ việc bấm vào reset nè các bạn. Rồi các bạn copy địa chỉ với Chainlink của mình nha các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lại. Rồi các bạn chờ vậy, các bạn thông cảm với các bạn vì giấc xưa nên cái mạng wifi nhà mình nó yếu quá các bạn. Rồi các bạn gửi cho bot nghe không, trên cái Telegram mình nó nặng quá. Rồi tiếp tục thì các bạn bấm don nghe tất cả các bạn. Rồi mà bấm set nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn lấy link bấm sao tiếp để cập nhật tài khoản của mình nha các bạn. Rồi mình đã nhận được 500 token của hiệu là TXN nè các bạn. Đây thì các bạn lấy link ghép của mình chia sẻ cho một bè và người thân để kiếm thêm token nha các bạn. Vậy video này cũng kết thúc, mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.